Hi, xin chào mọi người. Hôm nay thì đã là vào tháng 8 âm lịch rồi, thì khoảng còn 15 ngày nữa sẽ tới rằm Trung Thu. Thì hôm nay tập sẽ hướng dẫn mọi người cách làm lồng đèn Trung Thu theo cách hồi xưa qua một lon bia bỏ đi như thế này. Mời mọi người cùng theo dõi nha. Mọi người để ý thì lon bia nó có hai đầu, thì đầu mở bia nè và đứt bia. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ bỏ cái phần tắp đèn này đi ha, bằng cách mài cái cơ. Rồi thành quả sau khi chúng ta bỏ cái nắp đi thì nó sẽ như thế này. Dùng con dao cọc giấy nha mọi người. Đó. Mình giữ cái tay ở tại vị trí mép trên này. Đè ha. Đó, thì dao nó sẽ bấm vào nó sẽ dễ hơn. Sau đó chúng ta gạch một đường thẳng xuống. Dễ là chúng ta làm chậm chậm thôi để cho cái đường thẳng nó được đều nè. Đó. Bây giờ chúng ta làm tiếp tục gấp vòng để tạo ra những cái đường sọc xuống. Sau khi cắt xong, chúng ta dùng tay đè một lực nhẹ. Đó. Thì nó sẽ có sợi ra vào như thế này để chúng ta dùng đồ nhẹ nhàng mình đẩy nó ra phía bên ngoài nha. Người ta phải cẩn thận chút xíu tại vì cái vỏ lon bia nó rất là bén, nếu như không cẩn thận sẽ rất là dễ bị đứt tay. Chúng ta chỉnh cho nó đều cái phần sóng này nó đẹp hơn. Rồi chúng ta sẽ dùng kẽm làm cái quai. Các bạn chúng ta đã làm xong một cái lồng đèn Trung Thu phong cách xưa. Và đây là thành quả mọi người ơi, đó những chiếc đèn nhỏ xinh đó. Bây giờ Tâm sẽ thử thắp nến nha. Lúc trước thì mình hay sử dụng cây đèn cầy sáp màu đỏ cao cao như thế này, nhưng mà cái cây đó thì nó sẽ rất là dễ bị ngã. Hiện nay thì nó có cái loại viên nến tia như thế này. Tâm đang sử dụng cái hộp viên nến tia cháy 4 tiếng của Tâm Shop. Đấy, thì Tâm sẽ bắt đầu thắp viên nến để mọi người xem cái sự lung linh của những cái đèn thủ công này như thế nào nhá. Xin chúc mọi người có một mùa Trung Thu thật là vui vẻ cùng những chiếc lồng đèn handmade thật là ý nghĩa, như một bầu trời tuổi thơ vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog, nếu thấy thích thì có thể là subscribe kênh theo dõi để cùng xem những video hướng dẫn handmade mà Tâm thực hiện nhé. Bye bye.